lắm rồi. Nói dọn dẹp đây mày đã dọn dẹp lắm rồi. Mày nhìn thấy không? Tao gọi tao rửa, tao không biết cái kia mày có biết không? Cái gì kia? Mày còn mấy cái nát, mày có thấy không? Mày thích tao đập nát gì? Đập nát gì? Mày thích tao đập nát gì? Mày thích tao đập nát gì? Tao đập mày điên rồi. Bây giờ mày có cơ hội mày đập hết ra đi. Mày ra ngoài, mày ra ngoài để tao giải quyết. Nhưng mà cái quan trọng ấy là mày to tiếng mày nói với mẹ thì tao mới bực mình, tao mới điên lên như vậy. Chị em nói gì đâu anh, tao chỉ bảo là tí tao sửa. Sao một đến lúc mà mẹ thôi, đi ra mày quát tao thế. Mẹ cứ đi ra ngoài để con xử lý. Bây giờ con không muốn sống nữa rồi. Xin các quan, xin các quan, xin các quan. Thôi mẹ nói đi, con làm gì. Nhá, xong ngày hôm nay nhá, tao ly hôn mày này. Tao thích, bây giờ mày thích không, ly hôn luôn. Thôi em ơi, em ơi. Thôi. Mày quá thốt léo rồi. Ngày hôm nay mày được học trường những cái gì? Hả? À? Mày học trường những cái gì? Thôi em ơi, mày chồng cố làm cái mày ấy. Dạ. Anh bỏ anh. Mỗi đứa nhịn nhau một tí đi. Nhá. Nhưng mà nó hỗn với mẹ em. Bây giờ đang căng này, tôi chú ra ngoài chú nước ngay nhá. Đi. Chị. Đi nghe nghe. Chú dậy đi. Nó chậm bây giờ. Thôi, đứng đây, đứng ra ta kia đi. Ôi dồi, mẹ gặp này.